đến với chương trình chia sẻ môi du học của công ty Tân Đại Dương. Và ở những số trước của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của những bạn du học sinh đã có visa du học Mỹ. Vậy thì những bạn đang tìm hiểu thông tin đi du học Úc, các bạn sẽ thắc mắc rằng là liệu những bạn đi du học Úc thì sẽ chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với bạn Phạm Tiến Đạt vừa nhận được visa du học Úc. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với Phạm Tiến Đạt nhé. Chào Đạt. Dạ, chào chị. Em có thể nói nét về bản thân em? Thì em tên là Phạm Tiến Đạt, em 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai. À, sở thích của em là làm việc với cái máy tính. Ngoài ra thì em cũng là sở thích về âm nhạc, em cũng làm việc cầu. Em chơi guitar cho một bạn nhạc đám cưới sinh nhật. Vậy thì cái cảm nhận của mình khi mà được tin báo là nhận được visa du học Úc thì như thế nào ấy? Thì thực sự là em rất là vui khi nhận được cái tin mà đậu visa của Úc do chị Huệ thông báo cho em. Và sau đó thì em sẽ nói ngay với gia đình. Và gia đình em cũng thực sự em rất là bất ngờ và vui khi em có thể được đi du học bên Úc. Vậy là cái ngành mà em học tại Việt Nam là ngành gì đã ạ? Dạ, ngành em học ở Việt Nam là ngành IT. Vậy thì qua Úc em có học tiếp ngành IT hay là em chọn? Dạ, em chọn du học Úc để học tiếp, để nâng cao trình độ của em hơn về cái ngành IT này luôn. Vậy là mình cũng sẽ theo tiếp cái ngành IT. Dạ. Vậy thì qua Úc mình sẽ học ở bang nào và trường nào em? Dạ, em sẽ học ở bang Victoria và em sẽ học trường Đại học Canberra và Canberra tại Melbourne. Thì khi làm hồ sơ phỏng vấn thì em có tìm hiểu rất kỹ về cái trường Đại học Canberra này. Thì đó là một trong top 10 trường đại học nổi tiếng nhất của Úc và cũng là nằm trong top 5 của cơ hội nghề nghiệp và tốt nghiệp sau khi học xong ở trường. Trường cũng có rất nhiều phòng ban với lại cộng đồng sinh viên quốc tế với hơn 10.000, nên em nghĩ là trường này sẽ tạo cơ hội tốt cho em phát triển trình độ bản thân hơn. Ngành IT cũng là một trong những ngành thế mạnh của trường. Vậy cái dự định của Đạt sau khi mà học xong cái chương trình tại Úc thì em có cái dự định trong tương lai như thế nào? Thì khi mà học xong tại Úc, em sẽ trở về Việt Nam và xin, bước đầu thì em sẽ xin làm việc cho một công ty tập đoàn thế mạnh về IT. Và bắt đầu từ một vị trí có thể là nhân viên hoặc là quản lý, nhưng mà vì đó là bước đầu em chưa có kinh nghiệm, em sẽ làm như vậy. Và khi mà tích lũy đủ kinh nghiệm thì em sẽ mở một công ty riêng cho mình chuyên về ngành IT. Vậy là cái dự định của em là cũng sẽ mở một công ty riêng cho bản thân mình. Vậy cho chị hỏi một chút xíu nữa là cái khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì ngay lúc đầu em khi em tìm kiếm rất là nhiều công ty du học và nghe bạn bè của em giới thiệu, và em đã tìm tới Tân Đại Dương và tìm tới được chị Huệ vì chị có rất nhiều sinh viên đậu visa. Và khi làm việc với chị thì chị tìm hiểu rất là kỹ các thông tin của em, về cả về thông tin cá nhân, học tập và tài chính. Khi mà nắm bắt được cái thông tin của em thì chị hướng dẫn cho em các trường. Và khi mà quyết định được chọn trường và em với chị làm việc thì trong quá trình làm chị rất là nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc cho em thấy thái độ phục vụ làm việc của công ty rất là chuyên nghiệp. Và nếu mà có ai hỏi em về công ty du học nào đáng tin cậy thì em sẽ giới thiệu là Tân Đại Dương. Cảm ơn những lời khen của em đã dành cho Tân Đại Dương ha. Và chúc em sao thật tốt tại Úc nha. Cảm ơn chị. Các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Tiến Đạt vừa nhận được visa du học Úc, chia sẻ về quá trình làm hồ sơ của mình như thế nào và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Úc như thế nào, điều kiện ra sao và hiện tại thì có những trường nào đang có chương trình học bổng thì các bạn hãy liên hệ tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Các bạn hãy tới địa chỉ gần nhất và để được tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh Úc đã có visa thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.